Cô gia sư may mắn và anh chàng hàng xóm ham học. Ủa? Nhìn người như này bảo sao? Thì mách với cả đạo diễn đi, xem cô bị mất vai không? Tiếp theo đi. Em chào đạo diễn ạ. Anh ơi, hôm nay em đến casting ấy, nhưng mà em chỉ xin diễn một đoạn ngắn ở trong phim Cô gia sư may mắn và anh chàng hàng xóm ham học thôi. Em cần một người diễn cùng em ấy, đạo diễn có thể giúp em được không? Ui, ngực to đấy. Diễn thì thoải mái thôi, để tôi nhỉ. Dạ, thế đạo diễn đứng ra đây đi. Để em giúp đạo diễn đỡ bị hóc xương nhá. Ủa? Cái gì này? Của em ạ. Thế thông qua gian hàng giả à? Độn à? Trời ơi. Dạ, đây là đạo cụ em đầu tư đóng phim. Nhưng mà em mới chuẩn bị nên còn hơi thô sơ ạ. Mất cả hứng, rồi dẹp đi. Đạo diễn, thế còn cái vai của em thì sao? Hàng giả mà còn nói diễn á, tôi chưa mắng cô là may rồi đấy. Thôi mà, cho em vai diễn đi. Em hứa là sẽ chiều đạo diễn ạ. Chiều là chiều thế nào? Thì chiều hết nấc chứ còn gì nữa ạ. Thôi được rồi. Nhưng mà phải nhớ là diễn cho tốt rồi đấy. Tôi là cho cô vai chính đi nhá. Uầy, em cảm ơn đạo diễn nhá. Chắc chắn là chiều nay em không làm anh thất vọng đâu. Về đi. Dạ. Cậu phỏng vấn sao rồi? Có qua được vòng không? Ôi trời, dễ ẹp ý mà. Tôi là tôi qua rồi. Mà còn được chọn làm vai chính đấy. Thế á? Chúc mừng cậu nhá. Tớ được chọn làm vai phụ đấy. Thế à? Nhìn người như này bảo sao? Mà thôi, mai ý, cố đi diễn cho tốt vào. Có gì cần giúp đỡ thì bảo tớ nhá. Tớ cảm ơn nhá. Ừ. Vào đây. Em chào anh ạ. Đọc kịch bản chưa? Hôm nay là sẽ diễn cảnh là cô gái sang chảnh bị nhân viên hất nước vào người đấy. Hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi mà. À mà anh ơi, em có một đề xuất nho nhỏ được không ạ? Trong cái cảnh đấy ấy, em muốn có một cái cảnh tát thì mới hấp dẫn được ạ. Sao tự nhiên lại có tát? Thì bây giờ nhá, em là nữ chính, em có tiền, em sang chảnh, bị nhân viên đổ nước vào người ấy, thì phải tát mới hả dạ chứ ạ. Nhưng mà anh thấy em nói có đúng không? Tôi được rồi. Anh là anh đánh giá cao em đấy. Dạ. Diễn viên là có sự sáng tạo. Tôi hai người tự tập nhá. Dạ vâng ạ. Anh đi nhá. Sao cậu lại ta tớ? Thì tớ đang diễn tập thôi mà. Cô là diễn viên phụ, tôi là diễn viên chính. Tôi làm như thế nào chả được. Có giỏi ấy, thì mách với cả đạo diễn đi. Xem cô bị mất vai không? Cậu... Này, mà cô có biết tại sao tôi được làm diễn viên chính không? Bởi vì tôi có quan hệ với đạo diễn. Còn cô cũng xinh đấy, có thực lực đấy. Nhưng mà mãi mãi chỉ nằm ở dưới chân của tôi thôi. Nào, bây giờ thì mình tập nhở. Để lúc nữa tôi đỡ phải tát cô quá nhiều. Thôi đi. Đây là phim trường. Cô làm như thế không sợ người ta quay lại khiến cho cô mất danh tiếng à? Anh Thắng, em chỉ đang diễn tập thôi mà. Tôi ghét nhất là diễn viên chính chèn ép diễn viên phụ. Mặc dù vai diễn của người ta là gì cũng cần được tôn trọng. Mình đi thôi. Hai người đều đó, tôi không bao giờ bỏ qua đâu. Phục vụ không hả? Em xin lỗi chị ạ. Xin lỗi á? Ôi trời chết, em xin lỗi mọi người ạ. Em lại làm hỏng cảnh quay rồi. Cắt! Cô bị điên à? Hả? Nãy giờ hỏng bao nhiêu lần rồi? Làm việc không có tí chuyên nghiệp nào cả. Thì em xin lỗi rồi mà. Anh gắt thêm thế.
cả là do em mệt thôi. Mà nếu mà anh còn dỗi em như thế á, em không quay nữa đâu. Cái gì? Cô đe dọa tôi đấy à? Nghỉ đi. Anh không nhớ là tối hôm qua chúng ta làm gì nhau à? Thôi được rồi, nè mặt em đi nhá. Tha lỗi, diễn cho tốt vào đấy. Dạ vâng ạ. Quay lại nhá. Em quay lại nhá mọi người. À, em xin lỗi ạ, em lại quên lời mất rồi. Cắt, diễn lại đi nhá. Dạ vâng ạ. Hai, ba, bắt đầu. Lần cuối nhá, cố gắng lên nào. 2, 3. Dạ vâng ạ. Dừng lại đi. Đánh sưng cả má người ta rồi kìa. Có sao không? Này cậu Thắng, mọi người đang diễn, cậu làm gì đấy? Nghỉ ngơi đi. Đạo diễn không thấy gì à? Cô ta đánh bạn diễn sưng hết cả má thế này, tôi diễn cảnh sau làm sao được? Diễn dở như cô ta, ai là người tuyển vào đây vậy? Anh ta mắng em kìa. Anh Thắng, tôi biết anh là nam chính, nhưng anh không được phép sử dụng người ta như thế. Anh xin lỗi cô Trà đi. Vớ vẩn. Cô ta diễn dở thì tôi nói là diễn dở, tôi đâu có nói sai đâu. Mà tôi thấy anh bớt bênh cô ta lại đi. Hay là hai người có gì mờ ám với nhau? Vì sao? Tôi thích nâng đỡ diễn viên đấy. Anh làm gì được tôi? Còn con diễn viên phụ này, không làm được thì nghỉ nhá. Tự diễn thôi. Anh cho em diễn đi ạ. À? Em muốn diễn lắm. Và em hứa sẽ diễn tốt ạ. À. Cóc khô. Có mà diễn được ấy, người thì cũng không sexy như tôi. Sao mà làm được? Cô kiếm cái mảnh đất nào ấy, chôn xuống mà trốn đi. Nói mà có biết nhục. Anh nói ai? Tôi nói cô. Anh! Thôi! Tôi xin các người đấy. Cãi nhau ồn ào quá. Đuổi việc cô Linh. Chốt như thế nhá. Tự diễn. Vớ vẩn. Làm ăn như thế tôi không phục. Không phục á? Không phục tính làm gì? Hả? Có giỏi thì nghỉ đi, rồi đến đền hợp đồng nhá. Đúng rồi đấy, anh nghỉ xem nào. Nếu mà anh nghỉ, tôi sẽ lên mạng bóc phốt anh. Thái độ làm việc thì không chuyên nghiệp, không tận tâm với nghề. Xem ai có thể búc anh được nữa không nhá. Ngon ý, thì nghỉ đi. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện này sang phía bên nhà sản xuất, để cho người ta đuổi diễn viên nữ chính và cả đạo diễn nữa. Và tôi sẽ bóc phốt hai người lên mạng, xem hai người sống kiểu gì. Anh có bằng chứng không? Bằng chứng chính là tôi. Bây giờ tôi cùng Linh sẽ sang phía bên nhà sản xuất làm to chuyện này, xem hai người tính thế nào. Mình đi thôi. Thì anh Thắng, chúng tôi chỉ đùa tí thôi. Anh đừng làm to chuyện này lên nhá. Sau này anh em mình lại khó nhìn mặt nhau ra. Thôi mọi người tiếp tục quay nhá, bỏ cảnh tan nhá. Muộn rồi. Tôi là người đầu tư vào phim này, chắc anh không biết. Tôi muốn diễn viên không chỉ diễn tốt mà cần phải có đạo đức nữa. Anh Thắng, em xin lỗi anh mà em hứa sẽ diễn lại đàng hoàng ạ. Tôi không tin mấy người nữa. Mấy ngày hôm nay tôi chứng kiến cả rồi. Cô không hề làm việc, chỉ giỏi lên mặt và bắt nạt người khác thôi. Tôi không bỏ qua cho cô được đâu. Ok anh Thắng, bây giờ như này nhá. Tôi đuổi việc cô ta, theo ý anh, đuổi diễn viên chính. Anh, để bé chuyện này lại nhá. Anh, sao anh lại đuổi việc em? Anh mà đuổi việc em nhá, em sẽ kể chuyện của anh và em cho mọi người được biết. Ý một. Tôi hiểu rồi. Hóa ra là giữa hai người có giao dịch mờ ám với nhau, nên là cô mới được làm diễn viên chính và anh được làm đạo diễn đúng không? À. Chắc là tôi phải nhờ cộng đồng mạng làm rõ chuyện này giúp tôi rồi. Nhờ. Đi thôi. Thắng. Thắng. Sao bây giờ? Sao chẳng cái gì nữa? Cút. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ em ạ. Không có gì đâu. Ngày trước khi là diễn viên mới, anh cũng bị bắt nạt y như em vậy. Nên là anh hiểu cảm giác của em. Tí nữa vào bên trong kia diễn, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh. Vâng ạ. Anh vào trong đã.